Lô bác nha, chào bác nha. Hôm nay em đi mới thả được các bác ạ. Mới hôm bận việc các bác ạ. Hôm nay đi đèn quá. Xe hỏng các bác, xe mới. Lưới nó cuốn đầy đầy ấy, vừa bung hết cả hộp các bác ạ. Dưới đẹp lắm, nhưng nước nó hơi cạn. Nước nó hơi cạn các bác ạ. Có lườn này các bác ơi. Có lườn. Hôm nay được êm phết đấy. Nhưng mà nó thưa lườn, lườn to phết đấy. Lườn to hơn những hôm trước. Hôm nay em chạy xa các bác ạ, đường dài. Nhưng mà đèn xe hỏng. Ôi dồi, cái này chắc xịt. Chắc chắn cái này xịt. Đoán ngay nó lém cái đụng cỏ vào miệng nên không vào các bạn. Đây con lúc mới đánh sướng lắm. Nhưng nó không có lông mới. Con lươn này, lươn to này nó đứng đứng các bạn ạ. Đứng không xong được. Còn một cái bên này nữa. Hôm trước em cũng đi nhưng mà em không quay được, em vội không quay được các bác ạ. Vớt đêm đấy các bác. Ôi, đánh 4 cái được đúng 2 cái. Các bác nhìn thấy thứ này đẹp không? Chỗ này phải có nước thì mới tha được. Nhìn, các bác nhìn thấy như dưới nó nước không có nước đâu các bác. Nước kém lắm. Này lúc mới thả nhiều lắm. Phải có lúc mới các bác ạ. Còn nước này thả không được. Hôm qua không có chỗ thả nữa này. Em mới thả vào đây rồi. Cái xịt này. Cái xịt. Trên bãi này có lúc mới thì thả nhiều luôn vô đối không? Nước đây nó đục nó không vào. Đây luôn này. Lươn to lắm, được, lươn to lắm. Mà bãi là nhiều luôn lắm. Nhưng phải nó phải là lúc mới thì mới ok được. Không biết qua thả ở đây không? Để em xem. Không, không, không. Có lăm em đánh vào đây xịt rồi, có lăm em đánh vào đây nước mới là hơn chục cân các bác ạ. Nước mới là hơn chục cân đấy. Em thẹn thả theo cái lối này thôi chứ không không phải tất cái này. Bên này trái các bác nhìn thấy đẹp không? Qua bẩn cùng lắm mới thả ở đây biết là nếu có được chỉ được 50% thì cái nước này thấy ấy luôn đấy trong đây ấy nỗ nỗ trên
đi chuyến chuyến khác nhau bác nhé. Chút này chút nữa là hết nha các bác nhé. Chút này 3 cái, còn một chỗ là 4 cái. Em không đủ 60 cái là chắc chỉ 52, 53 cái thôi các bác. Mất hết rồi, ống mất hết. 60 cái nhìn nhiều lắm. Ok xịt. Cái này hết nữa. Cái này nổi. Họ cắt cỏ, họ đụng vào lỗi các bác ạ. Nay hơi vội xe em nó hỏng các bác ạ. Cho nên gần sáng ra nhờ được mượn được đồ để sửa, để tháo. Bây giờ là vẫn còn muộn. Cái này là cái cuối ở bãi này đây. Ui. Đấy, làm gì nữa nó vào. Vẫn vào. Vẫn trong vẫn có lươn các bạn, trong vẫn có lươn. Giờ đi đến điểm tiếp. Chắc được 2 con rồi các bác ạ. Bãi này nữa là kết thúc rồi. Hôm trước em có quên một cái ống, không biết là bạn nó nằm bãi nào. Nâu rồi. Mất vết rồi. Đây nha bác nhé. Có lươn đấy các bạn ạ. Có lươn đấy. Đây. Nó không đầy rồi. Trong còn một cái nữa các bạn ạ, còn một cái tí đằng kia rồi. Cái cuối cùng nha bác nhá, cuối cùng luôn. Lươn ống này nó ngắn nên nó không có cần thêm. Thế rồi, em kết lươn chắc chắn được vài cân các bác nhá. Giờ rút. Ô bác nhá, bác chờ em đâu bác ơi, em vừa mới vào đây, bác chờ em tí.
Tôi hợp xích các bạn, chạy tuần trên trên. Chiều các bạn này cuốn vào đây. Cuốn vào đây. Bác cho em này em lấy chậu. Đây này các bác ơi, ống nhau này khả năng em mất hết ống rồi. Không thể đủ được 60 cái đâu. Đấy bác nhìn các bác úp màn hình tính lại cho em cái. Chắc chắn không bao giờ đủ, em thấy rất ít. Đây là rút trên xe các bác ạ. Đây nhà em chút ra bác nha. Người này to phết đây, ngủ cái là nó thừa tuyến đấy, thừa mới lại gần hết mùa lươn rồi các bác ạ, hết mùa rồi. Con này chết từ bao giờ nào không vặt, hết mùa rồi, thả nó vẫn được nhưng mà nó không được nhiều các bác ạ. Về lươn mùa này mùa đẻ thả cố vài hôm nữa nha các bác nha, cố gắng vài hôm nữa là nghỉ được các bác ạ. Đi này đi rồi, bắt rắn này. Thừa lươn lắm nhưng nó to lươn vì nó không có nước. Nếu có nước mới tưới này nhiều lươn lắm các bạn. Tưới này có làm em đánh đúng 22 tuần không nói dối các bác đâu. Lươn các bác nhìn em thừa lươn rất to, chính núi em vớt đấy. Và còn nó đứng ống nó không quay để đào hay sao ạ? Không cợn nổi rồi. Hôm nay thì rét quá, mặc áo mưa mà áo ấm mà vẫn còn rét, buồn hết tay. Chạy ra ngoài cũng có kịp. Ít ngoài đấy. Thôi rồi, đi xa lắm. Thôi rồi. Ủa, trên còn nữa rồi các bạn. Đây, nườn cũ rồi, so lại đây. Chưa có người thả đến đấy, nó mới to đến đấy. Còn có người thả rồi, là tết, alo. Xe vẫn còn các bạn, chiếc xe vẫn còn. Chắc nó rút trộm ống nhìn xe không bao giờ đủ 60 cái. Hôm cuối cùng hôm vừa đây ông nghỉ mấy hôm đấy nát mất cái cái. Anh đã tìm ở bãi kia chưa? Không thấy. Bốn cái không thấy cái nào? Không thấy cái nào luôn. Dòng uống nó bèo, không mất vết, mình đánh kín. Thế như mình án bãi nào mình tìm? Án như mình dặm nát hết dòng uống người ta chửi rồi. Bỏ rồi, không nát. Cái bên nát thì mình đúng mới. Không, không nát. Bãi đấy nó hay nấy á. Các bác mà lên chỗ này mà đánh nha, không cẩn thận nó lấy hết luôn. Chính như vậy em đang nói chuyện này, em đánh còn lấy rồi.
chứ không phải mà cách đây có mấy nhà, ngay đây mấy trăm mét đây rồi mà nó làm mới rồi. Hôm thì nó chút bằng sạch. Chọn cái có cái ông hôm trước là cân rưỡi, ông nói là cân rưỡi cứ chọn ông 2 cân rồi không chọn tớt. Ui lại chết, ông ấy sập chết rồi. Đây là gì? Con lươn lươn khoa các bác, các bác lại được con lươn đốm. Đây 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 đây, con lươn đốm đó. À cái anh hôm trước mua xe rồi nhớ. Con lươn đốm đấy các bác, lươn to mà đấy, em nên nên to to lên cho bác nhìn, lươn to mà không có bé này. Coi ống lặng lắm đầu chị dài lắm ý về. Quả rắn nó nào vào cái lưới mà rắn mãi không được, rắn ráo to thật đấy. Chết thối đi vào. Ông ấy không có thật à. Cái mùa lươn đẻ này mà đẻ lươn như này thích lắm các bác. To lươn, lúc em vớt em bảo các bác ngay rồi. Xoay cái này được. Cái cuối nhau bác nhá. Cái cuối cùng ấy. Luôn to các bạn. Vừa to vừa nhỏ. Thế thì các bạn nhá. Bác xem video thấy hay cho em xin một like nhá. Cho vợ chồng em xin một like. Một lần chia sẻ. Xin chào bác, hẹn các bác những video tiếp theo.